mến, ngày hôm nay Best Game Show và End Music hân hạnh giới thiệu với các bạn một game show hoàn toàn mới. Đây là một game show chuyên biệt về ca nhạc Việt Nam, đó chính là Đánh Thức Giai Điệu. Đây sẽ là nơi mà các bạn sẽ cùng được trải nghiệm ca nhạc Việt Nam qua rất nhiều chủ đề khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề rất là suy, đó chính là chủ đề mưa. Mưa đã trở thành cảm hứng của rất nhiều nghệ sĩ, rất nhiều nhạc sĩ trong các ca khúc, và những ca khúc ấy đã trở nên rất thành công với quý vị khán giả. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sơ qua một chút về chủ đề mưa trong chương trình Đánh Thức Giai Điệu ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng làm quen với bốn người chơi đầu tiên sẽ xuất hiện trong Đánh Thức Giai Điệu Death Version. Ở vị trí số 1, chúng ta được chào đón bạn Nguyễn Duy Anh đến từ trường trung học đồng Anh Thanh Hóa. Vị trí số 2, bạn Đỗ Đình Công đến từ Đại học Kinh tế Bình Dương. Bạn Hoàng Minh Hiếu đến từ trường trung học Sở Hữu Hải Phòng là người chơi ở vị trí số 3. Và vị trí số 4 đó là bạn Nguyễn Bảo Hoàng đến từ trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, Khánh Hòa. Rất vui được gặp lại bốn bạn chơi trong Đánh Thức Giai Điệu Death Version ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng làm quen một chút với bốn bạn thí sinh. Và người đầu tiên xin được giới thiệu bạn Nguyễn Duy Anh đến từ trường Trung học phổ thông Đào Duy Anh, Thanh Hóa. Xin chào em. À, vâng, xin chào anh. À, xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đánh Thức Giai Điệu Death Version. Hôm nay em rất là vui khi mà được đến đây để tham dự một cái chương trình tuyệt vời về âm nhạc này. Và nhất là dành cho những người mà đam mê âm nhạc như em. Và hôm nay thì hy vọng là đến với chương trình hôm nay thì gọi là giao lưu học hỏi và vui chơi là chính. Cùng với đó là sẽ có một chút vợ mới mang về. Và xin mọi người hãy ủng hộ cho tất cả chúng tôi ở đây. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Duy Anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ba chàng trai của chúng ta như thế nào, đã điền bản ký như thế nào nhé. Trong bản đăng ký của Duy Anh thì em có ghi trong này em là một người hòa đồng, vui vẻ, hài hước nhưng dễ nổi nóng. Em có thể chia sẻ rõ hơn được cái này được không? Duy Anh ơi. Bạn Duy Anh đâu rồi ạ? Trắng là gì? Xong màn hình cái trắng này, ok được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển qua người chơi ở vị trí số 2 đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với người chơi đang ở vị trí số 2. Đó chính là bạn Đỗ Đình Đông đến từ Đại học Kiến trúc Bình Dương. Xin chào Đình Đông. Em không nghe cái gì cả. Xin chào MC và tất cả các khán giả đang xem chương trình. Bạn Đình Đông là đến từ trường Đại học Kiến trúc Bình Dương, là một người nóng tính, nhạy cảm, tò mò và đôi khi trẻ con. Bạn giải thích như thế nào về những tính từ bạn dùng để miêu tả chính bản thân mình? Nóng tính thì ra sự nóng tính này mình ít khi thể hiện ra lắm. Nhưng mà trong lòng của mình lúc nào cũng có một cái nỗi lo, và nỗi lo đó nó tích tụ nên là nó biến mình trở thành người nóng tính. Thì mình có thể hiện sự nóng tính này cho đôi khi cho bạn bè với người thân, chứ còn người ngoài thì ít khi chứng kiến lắm. Bạn là một người rất yêu thích nhạc pop và nhạc trẻ, là nhạc pop Việt Nam. Nhạc pop thì nói chung thôi, nhưng mà bạn đang nhắc đến đối tượng ở nhạc trẻ. Vậy thì bạn là fan của những ca sĩ nổi tiếng nào của Việt Nam chuyên về lĩnh vực nhạc trẻ? Nhạc trẻ thì nói thật là mình không còn mong chờ nhạc trẻ của Việt Nam khoảng 4 năm nay rồi. Tại có cảm giác là nhạc trẻ bây giờ nó không hay như giai đoạn trước 2020 ấy. Nhưng mà còn về việc là mình thích nghe ca sĩ nào thì nói chung là ca sĩ nào mình cũng nghe đó. Ok. Rất cảm ơn chia sẻ của Đình Đông và hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một trận đấu thật là hay cùng với nhau. Và bạn sẽ được tìm hiểu nhiều hơn một chút về âm nhạc Việt Nam, không chỉ là thời đại sau 2020 mà còn trước 2020 rất nhiều năm nữa cơ. Xin cảm ơn bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với người chơi đang đứng ở vị trí S3, đó chính là
Hoàng Đình Hiếu đến từ trường trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng. Xin chào Hoàng Đình Hiếu. Dạ vâng, chào. Dạ vâng, xin chào anh Dương, chào ba người cùng chơi và toàn bộ khán giả đang có mặt trong Skype ngày hôm nay. Bạn Hiếu của chúng ta, vâng, xin giới thiệu với quý vị Hiếu Chữ. Một người bạn rất quen thuộc của chiếc áo hình chữ CG version mà các bạn thường hay thấy. Tất cả cuối cùng em sẽ đoán là chữ ư ạ. Vâng, chữ ư. Và như chúng ta có thể nhìn thấy trên này thì chữ ư đã xuất hiện rồi, vì vậy cho nên là bạn sẽ bị mất lượt. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một chuyện khác, đó là đánh thức giai điệu. Trong bản đăng ký tham gia chương trình đánh thức giai điệu của bạn Hiếu thì bạn có chia sẻ bạn là một người ngây thơ, hồn nhiên, thân thiện, nhạy cảm, nhiều sự đối lập phức tạp trong nội tâm. Anh muốn hiểu rõ hơn chút về cái sự đối lập phức tạp trong nội tâm mà bạn ghi vào đây. Nội tâm phức tạp thì kiểu như trong một số tình huống thì kiểu nhiều khi em không biết em nên vui hay nên buồn hay là kiểu hành xử như thế nào, và kiểu thỉnh thoảng thì em cũng hay bị tâm lý hỗn loạn một phần, bởi vì em cũng gặp một số vấn đề về tâm lý kiểu dạng thế. Còn nói kỹ hơn thì cũng không biết phải nói sao cho dễ hiểu nữa. Ok. Mục đích của em đến với chương trình là biết thêm nhiều kiến thức về âm nhạc và thể hiện giọng hát của bản thân hết mình. Wow. Chúng ta có thể nhận thấy là Hiếu là một người rất tự tin về giọng hát của mình. Và các bạn có thể xem lại tất cả những bài hát mà Hiếu đã hát trong chương trình live show chào năm mới của Custom Game Show trên kênh YouTube của Custom Game Show nhé các bạn. Tôi chỉ PR vậy thôi. Và người cuối cùng, chàng trai đến từ trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi, Khánh Hòa, bạn Nguyễn Bảo Hoàng. Xin chào em. Vâng, em xin chào anh Xuân Dương và ba người cùng chơi cũng như toàn thể quý vị khán giả đang xem đánh thức giai điệu ngày hôm nay. Và em cũng rất vui khi được lần đầu tiên tham gia với đánh thức giai điệu, và hy vọng ngày hôm nay mọi người sẽ cổ vũ không chỉ cho em mà cho cả ba người chơi còn lại. Em xin cảm ơn. Bạn Bảo Hoàng của chúng ta có chia sẻ bạn là một con báo thủ rất hay quạo và đôi khi cũng hơi lầy. Báo thủ thì tôi biết rồi. Còn cái này thì bạn chia sẻ quá nhiều ở trong các tập thử nghiệm của chiếc nón ví dụ Death Version rồi. Còn cái hay quạo là thế nào vậy Bảo Hoàng? Dạ, thì lâu lâu cũng có một số trường hợp nó nằm trong, nó không hề nằm trong một số cái dự đoán hay lường trước gì của em, nên đôi khi trong đời sống hàng ngày thì đôi khi gặp một vài tình huống nó không theo đúng cái mong muốn của em, hoặc là nó bất chợt xảy ra, nó không theo cái ý muốn của em, thì em sẽ có xu hướng thường hay quẹo. Và bạn Bảo Hoàng của chúng ta đã có mục đích đó là tìm hiểu thêm về các dòng nhạc, các bài hát nổi tiếng thông qua sự hiểu biết và may rủi của bản thân. Bạn có chia sẻ bạn là một fan cứng của K-pop, tuy nhiên thì toàn bộ chương trình đánh thức giai điệu chúng ta sẽ chỉ liên quan đến V-pop. Hy vọng là điều này sẽ không quá quan trọng với những điều bạn Bảo Hoàng sẽ thể hiện trong trình ngày hôm nay. Và được rồi, chúng ta sẽ quay trở lại Duy Anh nhé. Duy Anh thân mến, em có chia sẻ ở trong bản đăng ký thì là một người nóng tính, và em có thể chia sẻ rõ hơn một chút về cái này được không? Bạn Duy Anh đâu rồi ạ? À? Hay có khi nào bị gan không ta? Tại sao ở Thanh Hóa lại mạng dùng lắc giật thế? Chào mọi người, Xin lỗi mọi người. Ok Duy Anh. Trong bản đăng ký em gửi về chương trình, em có nói rằng em là một người hòa đồng, vui vẻ, hài hước nhưng dễ nổi nóng. Dễ nổi nóng là như thế nào Duy Anh nhỉ? Thì đơn giản là kiểu mình đôi lúc thì nó kiểu tính thì nó bộc phát thôi. Nói chung thì nó từ nhiều, nó từ xuất phát từ tâm lý ấy. Nên là đôi lúc thì nếu mà mình kiểu mình có những cái gì nó ấy thì mình sẽ bất bình tĩnh ngay. Đấy, tự thế. Ok.
mà Duy Anh cũng là một fan cứng của K-pop giống như Bảo Hoàng. Tuy nhiên thì chúng ta trong chương trình ngày hôm nay sẽ chỉ nhắc đến V-pop mà thôi. Nếu như anh được hỏi thì cho anh hỏi câu đó là cho anh hỏi một câu này. Em là fan cứng của một ca sĩ nào ở trong dòng nhạc V-pop? V-pop à? Yeah. Thì cái này thì nói chung nhiều lắm. Thật ra là ngày trước em nói thật thì em nghe K-pop, nghe V-pop nhiều. Em thích nhất là đấy. Đồng ý chính là cái ca sĩ mà em từng nghe. Rất là yêu thích. Đó là Đồng Nhi. Alo. Đồng Nhi, alo, alo. Đồng Nhi à? Ok. Đồng Nhi thì cũng có rất nhiều ca khúc hay ở trong dòng nhạc V-pop này. Và em có ghi mục đích tham gia chương trình đó là tham gia cho vui, mang về những niềm vui và có một vựa muối mang về. Wow. Không biết là ngày hôm nay sẽ có gì. Vâng, rất cảm ơn Duy Anh với những chia sẻ vừa rồi. Và chúng ta vừa làm quen với bốn người chơi sẽ tham gia cho chương trình đánh thức giai điệu ngày hôm nay. Và họ sẽ trải qua bốn phần chơi để định ra cái tên đầu tiên xuất hiện trong trận bán kết. Bây giờ hành trình của họ sẽ bắt đầu với phần chơi đầu tiên, tìm ca từ bị mất. Chào mừng các bạn đến với tìm ca từ bị mất vòng đầu tiên. Và chúng ta sẽ có 10 câu hỏi với 10 đoạn nhạc. Và trong đó có 3 đoạn nhạc hơi khó một chút, được gọi là các đoạn nhạc đặc biệt. Và các đoạn nhạc này các bạn sẽ phải tìm cả từ bị giấu lẫn tên bài hát để ghi được điểm. Và với mỗi từ bị giấu chính xác ở đoạn nhạc dễ, các bạn sẽ ghi được 15 điểm. Còn nếu không tìm được các bạn sẽ bị trừ 5 điểm và vẫn tính điểm âm nhé. Còn đoạn nhạc đặc biệt, nếu như các bạn tìm được cả từ bị giấu và tên bài hát thì các bạn được 30 điểm. Tìm được từ bị giấu nhưng không tìm được tên bài hát thì được 10 điểm. Người bấm chuông sau, nếu tìm được tên bài hát, trong trường hợp mà người bấm chuông trước không tìm được tên bài hát thì cũng chỉ ghi được 10 điểm. Nếu không tìm được từ bị giấu thì bạn sẽ bị trừ đi 10 điểm. Và mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta cùng bắt đầu ngay bây giờ với tìm ca từ bị mất. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy từ 1 đến 10. Đoạn nhạc đầu tiên của chúng ta sẽ là một đoạn nhạc dễ và các bạn hãy cho biết từ bị giấu. Lưu ý là khi nào tín hiệu từ bị giấu vang lên các bạn mới được bấm chuông, nếu bấm chuông trước là phạm quy. Chúng ta bắt đầu. Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn, ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi. Chờ mãi nơi này một cảm giác. Đình Hiếu. Chờ mãi nơi này một cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác à, từ gì nhỉ? Từ gì? Bỏ qua. Rồi. Bỏ qua trừ 5 điểm. Tiến điệu tiếp theo từ Duy Anh. Chờ cuối con đường một cảm giác quá lạ thường. Cảm giác quá đã được à. Từ quá là câu trả lời của Duy Anh. Và đối với Hiếu thì sẽ là sai rồi, nhưng với Duy Anh sẽ là chúc mừng Duy Anh và bạn đã đem về 15 điểm đầu tiên. Còn Hiếu anh bị trừ 5 điểm. Câu hỏi số 1 vừa rồi đó chính là ca khúc Giấu Mưa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc số 2. Xin mời, đây là một đoạn nhạc dễ. Nếu ngày xưa
bước đi nhanh qua con đường mưa thì anh đã không gặp người. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mơ. 5 4 3 2 1 hết giờ. Và từ cần điền ở đây đó chính là mộng thì anh đã không mộng mơ. Đây là ca khúc Con đường mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung và được thể hiện bởi ca sĩ Cao Thái Sơn. Rất tiếc là đoạn nhạc này không ai ghi điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đoạn nhạc số 3. Đây là một đoạn nhạc đặc biệt. Các bạn sẽ phải điền 3 từ bị dấu vào tên bài hát. Xin mời. Và người đi trắng về nhìn nhau ngỡ ngàng, tìm một nỗi đau mang tên dòng nước lũ bờ âu, như cơn mơ vừa qua để thương đau trong đêm thâu, dù còn mãi trong đời người đi giá lạnh xa thân héo mòn. 5 4 3 2 1 hết giờ. Vẫn không có tín hiệu nào vang lên. Đáp án của chúng tôi đó chính là như cơn mơ với con để thương đau trong đêm thâu, Hằng Du, niềm đau đớn. Đó là từ niềm đau đớn. Và bài hát đó chính là bài hát Nước mắt, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường. Và đoạn nhạc này có vẻ quá khó với các bạn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đoạn nhạc số 4, một đoạn nhạc dễ. Các bạn hãy tìm từ một từ bị dấu trong ca khúc sau đây. Chạy thật nhanh vào cơn mưa ấy, để anh quên được cảm giác này, để bỏ rơi mùa yêu đã cũ, chạy theo anh đã suốt mấy. Năm, Đình Đông. Thu. Từ Thu. Vâng, đây chính là ca khúc Về phía mưa, được thể hiện bởi ca sĩ trẻ Thế Bảo. Và đó là câu trả lời chính xác. Đình Đông đã đem về 15 điểm đầu tiên. Bây giờ sẽ là đoạn nhạc số 5. Và đây là một đoạn nhạc dễ. Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau, mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng, mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ thương em. Đình Hiếu. Môi ạ. Môi. Đây là ca khúc Mưa, được thể hiện bởi Thùy Chi và Em For You. Đây là đáp án chính xác. Từ Môi và bạn đem về 15 điểm. Chúng ta sẽ cùng đến với đoạn nhạc số 6. Và đây là một đoạn nhạc đặc biệt. Hãy tìm hai từ bị dấu và tên bài hát. Mưa ơi mưa đừng rời, chờ mong dáng ai quay về, chốn giấu bao câu thề bên mái tranh dưới hiên nhà cao. Mưa ơi mưa đừng rời, chờ mong dáng ai quay về, em bướng đi không về đông vương sầu tình anh. 5 4 3 2 1 hết giờ. Vâng, Đông Vương Sầu Phai Màu Tình Anh. Đây là ca khúc Đông Phai Mờ Dáng Ai, và được thể hiện bởi nam ca sĩ Đạt Ca. Và đây là ca khúc đã ra mắt vào năm 2022. Rất tiếc, có vẻ quá khó với các bạn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đoạn nhạc số 7. Và đoạn nhạc này là đoạn nhạc dễ. Miền Trung đất bụi phù sa ơi, miền Trung gian khó nhiều đời qua, từ khi anh xa quê nhà, từ đó em nhớ mong người xa. Mùa đông mây lưng lỡ trôi trời, miền Trung mưa lắm bạn tình ơi, chờ anh nay bao rồi mà anh
5 Bảo Hoàng. Đáng à, từ còn thiếu đó là từ Đông. Từ Đông. Đây là ca khúc Mưa Chiều Miền Trung. Và đáp án này chính xác. Bảo Hoàng đã ghi được 15 điểm đầu tiên. Bây giờ sẽ là đoạn nhạc số 8. Mưa rơi dầm lá cỏ. Đây cũng là một đoạn nhạc dễ. Mái tóc em ướt rồi, đôi má em ửng đỏ, muốn hôn qua mà thôi. Mưa rơi dầm lá cỏ, sợ em mình xấu hổ. Đinh Hiếu. Tay. Đây là bài Mưa Rơi sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn, phổ thơ nhà thơ Tố Hữu. Và đáp án này chính xác, đó là từ tay. Bảo Hoàng đã không bấm kịp mất rồi. Chúc mừng Đinh Hiếu, em có 15 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đoạn nhạc số 9. Đây là đoạn nhạc đặc biệt cuối cùng của vòng này. Các bạn hãy tìm 4 từ bị giấu và tên bài hát. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lân la hỏi thăm, lén vào trộm đi khi ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, khóc hoang tìm nhau. Ai đồng ai đêm hết bao giọt sâu. Đình Hiếu đã phạm quy. Rất tiếc. Vì theo như anh được thấy thì Đình Hiếu đã bấm chuông. Và 0,05 giây sau đó thì tín hiệu mới vang lên. Và Đình Hiếu sẽ bị trừ 10 điểm. Rất tiếc. Tín hiệu từ Duy Anh. Em hát rồi nha. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lạc cánh khóc hoang tìm nhau. Ai đồng ai đêm hết bao giọt sâu. Đây là bài Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Vâng, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Và đáp án này chính xác. Chúc mừng Duy Anh, em có 3 điểm. Rất tiếc cho Hiếu vì em đã phạm quy nên em bị trừ 10 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đoạn nhạc thứ 10, cũng là đoạn nhạc cuối cùng của vòng 1. Đây là một đoạn nhạc dễ tất nhiên rồi. Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm. Có con chim họa mi hót trong mưa buồn lắm. Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật sâu. Xa anh thật xa, muốn quên những ngày qua, muốn sao cho đừng thương, muốn sao cho đừng cố quên đi mà em vẫn thấy hơi thở anh. Năm bốn ba hai một. Bảo Hoàng ở giây cuối cùng, xin mời em. Tôi nghĩ đó là Từ Nhớ. Từ Nhớ. Và đây là ca khúc Họa Mi Hót Trong Mưa. Và bài và ca khúc này trong chương trình chúng tôi chiếu lên được thể hiện bởi ca sĩ Hồng Nhung. Và đáp án này chính xác. Chúc mừng Bảo Hoàng, em đã ghi được 15 điểm cuối cùng. Vâng, và phần chơi tìm ca từ bị mất đã khép lại. Và hãy cùng xem điểm số các bạn như thế nào. Bạn Đình Đông đang có 15 điểm. Cũng đang có 15 điểm và bạn Đình Hiếu. Bạn Bảo Hoàng có 30 điểm. Và bạn đứng đầu là bạn Duy Anh với 45 điểm. Chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang phần chơi thứ hai. Phần chơi này chắc chắn là sẽ đem lại rất nhiều tiếng cười cho quý vị và các bạn. Phần chơi mang tên Dâu Nọ Cắm Cằm Bà Kia.
Xin chào mừng các bạn đến với phần chơi thứ hai, rông nọ cắm cằm bà kia. Và ở phần này, luật chơi sẽ khác đi một chút. Các bạn sẽ có một video clip gồm 5 đoạn nhỏ. Tuy nhiên, phần hình và phần tiếng có thể khác nhau. Anh ví dụ là phần hình nó lại là cái màn đoán chữ của Hiếu ở tập 20 trên đó hiệu si version 1. Cái cuối cùng em đoán là chữ ư ạ. Nhưng mà đó là phần hình nhá, còn phần tiếng nó lại là phần đoán chữ của anh ở tập 5 trên đó hiệu si version 2 chẳng hạn. Anh xin đoán chữ ô. Anh đoán chữ ô. Đấy. Ví dụ là như vậy. Và nhiệm vụ các bạn là sẽ phải sắp xếp lại phần hình và phần tiếng sao cho hợp lý, và chúng ta sẽ giữ lại phần hình và chỉ cần phải sắp xếp phần tiếng sao cho nó khớp với phần hình mà thôi. Các bạn đã hiểu rõ là chơi chưa ạ? Rồi, đã rõ. Hiểu rồi. Em hiểu rồi. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem video. Và các bạn sẽ được xem video 2 lần. Sau đó sẽ có 30 giây để các bạn gõ câu trả lời. Chúng ta cùng xem video ngay bây giờ. Người yêu ơi, có mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng? Nhiều mưa buồn qua phố vắng, chiều mưa tuôn cho buốt giá tâm hồn, niềm cô đơn theo nhung nhớ dài thêm. Ngày trời mưa rơi tháng sáu trong lòng xuân mơ, biết ta đã mất nhau, muốn cùng anh đến nơi ngày say mà tim anh sao nỡ đây. Chiều một người đã khuất, chiều một người ra đi, cùng với cơn mưa nào nề. Còn một người đứng mãi, còn một người dưới mưa. Đó là lần xem đầu tiên, các bạn đã định hình được chưa? Chút rồi, tối rồi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ có lần xem video thứ hai, và các bạn sau đó sẽ có 30 giây để trả lời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem video lần hai và sau đó hiểu lệnh 30 giây bắt đầu thì các bạn mới được trả lời. Tôi sẽ tính thời gian xem là các bạn đã mất bao nhiêu giây để trả lời câu hỏi này. Và bây giờ sẽ là lần xem video thứ hai. Người yêu ơi, có mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao anh còn đứng mãi? Hãy nói một lời. Mưa hạt nhiều mưa buồn qua phố vắng, tuôn cho buốt giá tâm hồn, niềm cô đơn theo nhung nhớ dài thêm. Ngày trời mưa rơi tháng sáu trong lòng xuân mơ, biết ta đã mất nhau, muốn cùng anh đến nơi ngày say mà tim anh sao nỡ đây. Chiều một
là 30 giây đã hết và chúng ta hãy cùng xem các bạn đã trả lời như thế nào. Xin mời. Chỉ có một người đưa ra câu trả lời trong thời gian 30 giây quy định, đó là bạn Đình Đông ở 19 giây. Bạn đưa ra câu trả lời là 3, 4, 1, 2, 5. Và chúng ta cùng xem kết quả là gì. Với đáp án 3, 4, 5, 2, 1 này thì rất tiếc là Đông đã không thể ghi được trọn vẹn điểm số ở vòng này. Tuy nhiên thì Đông đã xếp đúng 3 chi tiết nên là bạn sẽ ghi được 30 điểm. Xin chúc mừng. Và chúng ta cùng tổng kết điểm ạ. Bạn Đình Hiếu 15 điểm. Bạn Bảo Hoàng 30 điểm. Bạn Duy Anh 45 điểm. Và bạn Đình Đông có 45 điểm. Và căn cứ vào kết quả sau phần rung động cắm camera kia thì có hai bạn đang bằng điểm nhau 45 điểm, đó là Duy Anh và Đình Đông. Tuy nhiên, theo luật của chương trình, người nào chạm mốc điểm này trước thì người đó sẽ được tính là đang tạm thời dẫn đầu. Và người đang tạm thời dẫn đầu đó chính là Duy Anh. Vì vậy, Duy Anh và Bảo Hoàng sẽ ở đội 1 và Đình Đông và Đình Hiếu sẽ ở đội 2. Xin chúc cho hai đội của chúng ta may mắn trong vòng thi thứ 3 mang tên The Lyrics Bot. Vâng, chào mừng các bạn đến với The Lyrics Spot và bây giờ sẽ là vòng 1 dành cho đội 1, đó là Duy Anh và Bảo Hoàng. Đội 2 là Đình Đông và Đình Hiếu. Chúng ta cùng bắt đầu vòng 1. Vòng 1 của chúng ta sẽ bao gồm các ô 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Trong 6 ô này sẽ có 4 ô màu xanh và 2 ô màu đỏ. Và các bạn sẽ được quyền hát một bài hát bất kỳ trong từ khóa ô màu xanh và phải chứa cái từ đó thì các bạn sẽ ghi được 20 điểm. Nếu các bạn mở ô xanh nhưng mà hát sai thì hoặc mở phải ô đỏ, bạn sẽ bị trừ 10 điểm và lượt chơi sẽ chuyển sang đối phương. Nếu các bạn tìm được bài hát gốc, các bạn sẽ ghi được 150 điểm và sẽ có cơ hội ghi thêm 50 điểm nữa nếu trả lời đúng câu hỏi phụ. Và ở vòng 2 các bạn sẽ phải chia điểm cho nhau, 75% cho người chiến thắng ở vòng 2 và 25% cho người thua. Và chúng tôi sẽ ưu tiên cho đội thấp điểm hơn mở ô trước. Xin mời đội của Đình Đông và Đình Hiếu. Với kinh nghiệm đã tham gia cái trò chơi này cũng tương đối nhiều, em sẽ mở đầu tại vì đang là tập đầu tiên, em chọn số 1 ạ. Ok, anh rất tôn trọng quyết định của Hiếu. Ô số 1 là ô màu. Xin chúc mừng, đó là ô màu xanh. Từ nhìn. Và các bạn sẽ thể hiện các khúc nào đây ạ? Bởi vì hôm nay chủ đề là mưa nên em sẽ hát một bài cũng liên quan tới mưa, bài Em Gái Mưa của Hương Tràm. Vâng, xin mời. Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn, thấm ướt lệ sầu môi đắng, vì đành mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn, tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ mình hợp nhau đến như vậy. Thế nhưng không phải là yêu, và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào.
rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Anh chót vô tình thương em như là em gái, đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh. Càng xa lánh càng trong vòng, tim cứ đau và nhớ lắm, đành phải buông hết tất cả thôi. Nụ cười mím sau bờ môi, ấm áp dịu dàng vai anh. Em đã bao lần yên giấc, nhìn trên cao khoảng trời yêu mà em những lứa dành cho anh. Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến, trời non háo hức đang đợi mưa. Rất giống em ngày xưa, mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buốt lạnh. Em hết rồi ạ. Ok, xin chân thành cảm ơn. Và như vậy với câu trả lời với bài hát Em Gái Mưa vừa rồi, Đình Hiếu đã đem về cho đội của mình 20 điểm đầu tiên. Xin chúc mừng. Tuy nhiên thì câu điểm này chưa được cộng hoặc điểm tạm, vì chúng ta vẫn còn vòng 2 để chia điểm nữa. Và bây giờ xin mời các bạn tiếp tục mở ô, vì các bạn đã vượt qua ô xanh đầu tiên. Ôi, anh Đông ơi, anh gợi ý số đi chứ em sợ em mà chọn nữa lại đỏ đấy. Em nói thật là em tham gia cái show này nhiều, em dính ô đỏ hơi bị nhiều rồi á. Dạ. Có hai ô đỏ không? Nhưng mà anh ơi, em rất hay dính ô đỏ, anh hãy nên nhớ điều đó. Anh nghĩ là nên chọn số 4. Được rồi, em sẽ nghe theo sự tư vấn của anh Đông, em chọn số 4 ạ. Vâng, chúng ta cùng xem nhá. Ô số 4 là ô màu. Xin tiếp tục là một ô màu xanh, và đó là từ nhớ. Biết là với từ nhớ này thì đôi bạn sẽ hát bài gì đây ạ? Em sẽ hát một sáng tác của cố nhạc sĩ Xuân Phương khá nổi của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, bài Anh ạ. Xin mời. Một lời anh không muốn nói, là một mai hai ta không cách xa. Em vẫn nhớ sâu muôn vàn xa cách, nỗi yêu thương có nguôi phút giây nào. Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp, một cuộc sống bên em không có ai. Thế nhưng sao thật khó, và em đã mỏi mệt bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh. Làm sao em ru nổi những đêm dài, làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng, chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá. Hãy say, hãy say bằng ý nghĩ về em, hãy cho tình mình nụ hôn nồng say, hãy gọi thầm tên nhau trong mơ. Và em muốn hết cho mai đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như trái bóng, nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Sự nhiệt tình của Đình Hiếu, mặc dù em đã khiến mọi chúng tôi xúc động trong ngoặc kép, vâng, và xin chúc mừng Đình Hiếu và Đình Đô, các bạn được thêm 20 điểm nữa. Và bây giờ các bạn đã có 40 điểm rồi, hãy cùng
mở tiếp ô xanh hay hát bài hát gốc đi ạ? Nhìn nhớ. Mới có hai từ thì khó đoán quá. Anh ơi, anh lựa số dùm em ơi. Em không biết nên lựa số nào. Thế rồi 50-50 nữa. Thôi thì chụp quý ta đi. May may thế nào anh chọn số 2. Vâng. Thôi được rồi, em chọn số 2 ạ. Số 2 là ô màu. Yeah. Đó là chữ mưa ô màu xanh. Và với ô màu xanh này thì các bạn sẽ hát tiếp bài gì đây? Em sẽ hát bài Ai rồi cũng sẽ khác. Rồi, xin mời Hiếu. Anh ơi, ôi rồi không nhớ là. Anh ơi. Ôi rồi không nhớ là. Ai rồi cũng sẽ khác theo tháng năm dần trôi, yêu đến mấy cũng buông khi người ta thay lòng. Tin vào cả thế giới đến lúc em nhận ra bao câu hứa năm xưa ta hứa. Trong lòng em vẫn thế, vẫn của anh ngày xưa, nhưng anh đã quên em, quên nụ hôn ban đầu. Bao chặng đường gian khó ta đã qua cùng nhau, sao anh nói chia tay cho lòng đau. Rồi cứ mình buông tay nhau, hạnh phúc chiếm đi một màu đen tối. Giọt rồi nước mắt đã chạm đôi môi em, lê chia ly tiếp nối cho những gì ngày tháng có lẽ sẽ quên nhau thôi. Người chắc có lẽ không nặng lòng như tôi. Vậy thôi, thôi đi, tìm quên nơi xa. Thì cách thôi đi, di vắng cho phải nhòa. Ok, rất cảm ơn Hiếu và bạn đã tiếp tục ghi thêm 20 điểm nữa. Số điểm bạn bây giờ 60 và bạn còn 3 ô, 3, 5 và 6. Bạn muốn hát bài hát gốc để lấy 150 điểm hay bạn sẽ mở ô ạ? Với có hai chữ này khó đoán quá. Bây giờ là anh ơi, 33. Anh lựa số cho em đi. Sao anh? Số 3 á? 33, không không, ý là 3367%. 3367. Thôi số 3 luôn. Số 3 ấy. Không, theo như kinh nghiệm của em thì thường các ô xanh sẽ không bao giờ dính chặt với nhau thế, cho nên là em đang nghĩ có thể là số 5 hoặc là số 6. Không, nhưng mà nếu như anh thì muốn chọn số 3 thì em cũng sẽ chiều theo anh. Nhưng mà vấn đề là kiểu như em nghĩ là thường không có chuyện mà kiểu quá nhiều ô xanh cùng trùng vào nhau lắm. Vậy các bạn quyết định mở ô số 7 ạ. Tuấn thì gợi ý số 5. Ê, cái này là em gợi ý thế thôi chứ nhớ mà đỏ thì đừng trách tại em nhớ. Còn Hưng thì lại là số 3. Hay là mình làm số 6 nhỉ? Bây giờ các bạn quyết mở số mấy ạ? Theo trực giác của em thôi, em sẽ chọn số 6 ạ. Rồi, ok, không thay đổi nhá. Ô số 6, liệu có phải ô xanh không? Chúng ta xem. Ô số 6, xanh không? Ô đỏ. Hiếu và Đình Đông mình trừ 10 điểm. Cơ hội thuộc về đội Duy Anh Bảo Hoàng. Chúng ta còn 3 và 5. Ô gì được Hoàng nhỉ? Suy nghĩ cho kỹ. Giờ phải suy nghĩ cho kỹ. Thường thường 2 màu đỏ nó sẽ không gần nhau nên là tôi chọn số 5 đi. Số 5 là ô màu. Chúc mừng, nó là ô màu xanh. Và đó là từ nhau. Các bạn đã nghĩ ra bài hát gì chưa? Nếu mà nghĩ ra một bài thì có lẽ là đây là bài của Mỹ Tâm này. Tháng năm rực rỡ, đúng không nhỉ? Vâng, rồi xin mời Duy Anh. Chờ một chút. Tra lyric. Rực rỡ tháng năm, đây rồi. Rực rỡ tháng năm, một sáng tác của một ca khúc của Mỹ Tâm. Và sau đây sẽ là ca khúc gửi tới mọi người. Nhiều lúc ta lay hoay cuốn theo vòng xoay,
Ngày cứ thế trôi qua, thời gian sao nhanh quá. Rồi bỗng dưng hôm nào, ký ức tràn về đây. Tìm thấy nhau hôm nay, lại nhớ ngày xưa ấy. Bài hát ngày thơ, bài hát mộng mơ, còn mãi theo ta hoài, theo suốt cuộc đời. Tìm lại ngày tháng giao yêu ngày xưa, tìm một thời đã ghi dấu bao mộng mơ, tìm một hạnh phúc chưa có bao giờ, tìm lại rực rỡ năm tháng tuổi thơ. Bạn gì hết? Và bạn ấy, và câu hát nào có chữ nhau ạ? À, tìm thấy nhau hôm nay mà lại nhớ ngày xưa ấy. Ok, vâng. Chúc mừng Duy Anh và Bảo Hoàng, các bạn đã có 20 điểm đầu tiên. Và bây giờ các bạn sẽ phải lựa chọn hát bài hát gốc. Nếu các bạn không lựa chọn hát bài hát gốc thì chúng ta sẽ mở luôn ô số 3 và mở luôn bài hát gốc để các bạn có thể theo dõi. Và tuy nhiên đội của Duy Anh vẫn sẽ có cơ hội ghi được 50 điểm nữa ở phần câu hỏi phụ. Các bạn có hát bài gốc không ạ? Nghĩ sao Hoàng nhỉ? Hiện giờ vẫn chưa có đáp án về bài hát gốc nên là thôi. Thôi, em chấp nhận. Chúng tôi xin chịu. Ok, như vậy là các bạn đã quyết định bỏ qua để chuyển sang câu hỏi phụ. Và chúng ta cùng xem ô số 3 là gì ạ? Đây chắc chắn là màu đỏ rồi. Đó chính là chữ sẽ. Nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn. Đây chính là bài hát Dưới những cơn mưa được thể hiện bởi Mr. Siro. Chúng ta hãy cùng nghe ca khúc này. Dưới những cơn mưa của Mr. Siro. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi phụ dành cho đội của bạn Duy Anh và Bảo Hoàng. Các bạn sẽ có cơ hội ghi được 50 điểm nếu trả lời đúng. Và câu hỏi của chúng tôi như sau. Xin mời câu hỏi. Ca khúc nào của nam nhạc sĩ ca sĩ Mr. Siro đã lọt vào top 10 bài hát yêu thích nhất tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh năm 2018 do Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH tổ chức? Chúng ta có 3 phương án. Phương án 1, Chạm Đáy Nỗi Đau. Phương án 2, Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau. Phương án 3, Càng Níu Giữ Càng Dễ Mất. Và các bạn lựa chọn phương án nào? Chúng tôi chỉ cho các bạn 30 giây thôi.
một nỗi yêu đau thì không phải rồi, có thể lại tôi ra. Đoán là càng nếu giữ càng dễ mất. Tôi lại nghĩ Hoàng hay tôi lại nghĩ là chạm đến nỗi đau. Vậy thì các bạn quyết định chốt phương án là gì ạ? À, em chọn đáp án là càng nếu giữ càng dễ mất, tại vì em đã từng coi về lễ trao giải là Sóc Xanh này và em đã nghe đến bài hát này rồi. Càng nếu giữ càng dễ mất. Và đáp án hãy cùng xem chúng ta xem tín hiệu của chương trình. Đáp án này đúng hay sai? Rất tiếc sai. Các bạn đã không có cơ hội được 50 điểm và lượt trả lời chuyển sang cho đội Đình Đông và Đình Hiếu. Đấy, tôi đã bảo chạm đây nỗi đau có thể rồi đấy. Thế mày Đình Đông và Đình Hiếu. Anh Đông ơi, em đang nghĩ là bài chạm đáy nỗi đau. Anh cũng nghĩ là chạm đáy nỗi đau. Thế các bạn chốt là gì ạ? Để chốt chạm đáy nỗi đau nha. Chúng ta cùng xem chạm đáy nỗi đau có phải đáp án chính xác không. Xin chúc mừng, đó là đáp án chính xác. Các bạn ghi được thêm 50 điểm nữa. Báo rồi. Đúng là báo. Và như vậy là tình huống báo hoàng đã khiến cho đội Đình Hiếu và Đình Đông các bạn ghi được thêm 50 điểm nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với vòng 2 của The Lyric Sport. Đội bắt đầu vòng này sẽ là đội Duy Anh và Bảo Hoàng. Chào mừng Duy Anh và Bảo Hoàng lại đến với vòng 2 lượt thứ nhất của The Lyric Sport. Và đây là vòng 2 bạn sẽ đối đầu nhau. Chúng ta sẽ có 6 ô, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Cả 6 ô đều là màu xanh dương. Các bạn sẽ phải đoán câu hát gốc đó là gì. Nếu các bạn đoán đúng thì các bạn sẽ nhận được 75% số điểm các bạn vừa ghi được. Còn người còn lại sẽ chỉ nhận được 25% thôi. Như vậy là người chiến thắng ở trong lượt này sẽ ghi được 15 điểm. Người còn lại sẽ chỉ ghi được 5 điểm. Chúc các bạn thành công. Và căn cứ vào số điểm ở vòng dâu đỏ cắm bà kia thì bạn Bảo Hoàng sẽ là người mở ô trước. Xin mời. Em xin chọn ô số 4. Ô số 4 là từ qua 15 giây. Em có quyền chuyển cho Duy Anh nếu như em không đoán được. Em sẽ chuyển qua cho Duy Anh. Xin mời Duy Anh. Em mở ô số 7. Nokia N91 8G được ra mắt vào năm 2006. Em xin chọn số 6. Ô số 6 là từ đôi mình. 15 giây. Chuyển. Xin mời Hoàng. Em chọn số 2. Ô số 2 là từ tiếp tục là một từ qua. Lần này em sẽ chuyển lại qua cho Duy Anh. Xin mời Duy Anh. Ừ. Là một cái nữa là Nokia N91 được công bố vào năm 2005 với ổ cứng 4G thì em xin chọn số 5. Số 5 là từ khoảnh khắc. Chưa nghĩ được gì anh ạ. Chuyện. Xin mời Hoàng. Em chọn số 3. Ô số 3 là từ rồi. Em xin ngược lại cho Duy Anh. Duy Anh, ô số 1 sẽ là đã. Và bạn hãy đoán đây là bài hát gì. Ok. Và nếu bạn không đoán được thì người ghi được 15 điểm sẽ là Bảo Hoàng. Em nghĩ là bài Vết Mưa đúng không? Một sáng tác của ca sĩ, nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Và đó là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng Duy Anh. Đó là bài Vết Mưa và Duy Anh sẽ ghi được 15 điểm. Và Bảo Hoàng sẽ ghi được 5 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào lượt dành cho đội Đình Đông và Đình Hiếu. Và căn cứ vào số điểm sau phần dâu nọ cắm cằm bà kia thì Đình Hiếu sẽ mở ô trước. Còn những bài này em cũng hát mà nhé. Em cũng hát những cái bài mới. Nhưng mà Hiếu. Em mở ô số 3. Ô số 3 là từ phố. Em chuyển cho anh Đông ạ. Xin mời Đông. Đông
Góc mở số mấy ạ? Tôi chọn số 2, tôi chọn số 2. Ô số 2. Góc và bạn có chuyển lên không ạ? Hay là sẽ đoán á? Tôi chuyển. Nhưng mà Hiếu. Số 1 ạ. Ô số 1 là Dường Như. Em đoán bài xe đạp. Xe đạp ạ? À không không ạ. Chưa chính xác. Rất tiếc. Cơ hội dành cho Đông. Nhưng mà Hiếu vẫn được mở ô. Thì mời Đông. Tôi chọn số 4. Số 4. Cũng. Tôi chuyển đi. Thì mời Hiếu. Số 5 ạ. Số 5. Biết. Chuyển ạ. Và ô số 6 của Đông là Buồn. Dường Như góc phố cũng biết Buồn. Đây là ca khúc nào? Nếu mà nếu Đông trả lời sai, bạn sẽ mất 75 điểm vào tay của Hiếu và bạn sẽ chỉ được 25 điểm thôi. Còn... đây là bài hát nào? Thôi tôi không biết, không biết. Ok, và chúng ta sẽ cùng mời các quý vị khán giả trả lời ạ. Xin mời các bạn ạ. Ok, chúng tôi đã nhận được cánh tay từ phía bạn Phúc Hưng Võ. Xin mời bạn. Vâng, em chào anh Dương. Vừa rồi thì cũng nhắc lên nhóm là em là fan Trung Quân. Cho nên bài em không thể sai được. Đây là bài Chiều Nay Không Có Mưa Bay. Dường Như góc phố cũng biết buồn. Thơ bay khắp con đường. Chiều nay không có mưa rơi, anh lặng im. Vâng, đó chính là bài Chiều Nay Không Có Mưa Bay. Xin chúc mừng cả khán giả Phúc Hưng và xin cảm ơn bạn đã đăng ký của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuyển tới bạn một phần quà sau khi chương trình này được phát sóng. Và với câu trả lời vừa rồi và bạn Đình Đông đã ghi về cho mình 25 điểm. Và bạn Đình Hiếu ghi cho mình 75 điểm. Và chúng ta cùng tổng kết số điểm sau khi kết thúc 3 vòng chơi. Bạn Bảo Hoàng 35 điểm. Bạn Duy Anh 60 điểm. Bạn Đình Đông 70 điểm. Và 90 là điểm số của Đình Hiếu. Và chúng ta sẽ chỉ có một phần chơi nữa thôi để xác định xem cái tên đầu tiên sẽ xuất hiện trong trận bán kết của Đánh Thức Giai Điệu là ai. Trong phần chơi cuối cùng, Thế Giới Giai Điệu. Bây giờ sẽ là vòng Thế Giới Giai Điệu. Ở vòng này thì các bạn sẽ có mỗi người một gói câu hỏi và các bạn và gói câu hỏi số bao nhiêu sẽ tùy thuộc vào số thứ tự của các bạn theo tự xuất phát. Và căn cứ vào số điểm sau vòng The Lyric Spot, người đang có điểm cao nhất là Hiếu. Chính vì vậy bạn Hiếu sẽ là người đi trước. Bạn Đình Hiếu ở vị trí số 3 trong trận đấu ngày hôm nay nên bạn sẽ trả lời gói câu hỏi số 3. Chúc bạn thành công. Câu hỏi 10 điểm dành cho Đình Hiếu như sau. Tại Việt Nam, nam ca sĩ V-pop nào được mệnh danh là Thánh Mưa? 10 giây cho Đình Hiếu, bắt đầu. Chẳng phải là con idol.
Và đây là một câu hỏi rất dễ đối với Đình Hiếu, chúc mừng em. Đình Hiếu đã có 10 điểm đầu tiên. Và bây giờ sẽ là câu hỏi 15 điểm dành cho Đình Hiếu. Bạn hãy nghe đoạn nhạc sau và cho biết tên ca khúc. Các bạn sẽ được lắng nghe một đoạn nhạc. Đứng giữa con đường mơ, anh vô tình nhớ một nụ cười. Đứng giữa con đường mơ, anh vô tình nhớ một vòng tay. Những kỷ niệm ngày xưa, thôi mong chờ cũng thôi hy vọng. Đã có khi tưởng như trái tim này cũng thôi mộng mơ. 10 giây bắt đầu. Em không biết bài này. Ok, và chúng ta sẽ có 5 giây cho các bạn còn lại. 5 giây bắt đầu. Xin mời Bảo Hoàng. Đây là bài hát Cầu Vồng Sau Mưa. Cầu Vồng Sau Mưa, và đây là một đáp án có đúng hay sai. Xin mời tín hiệu chương trình. Xin chúc mừng Bảo Hoàng, đó là câu trả lời đúng. Và bạn đã đem về 15 điểm và số điểm này lấy từ quý điểm của Đình Hiếu. Đó là bài Cầu Vồng Sau Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3, và đây là câu hỏi vượt rào. Đình Hiếu có muốn vượt rào không? Có ạ. Ok, câu hỏi như sau. Mở đầu ca khúc Thành Thị, nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường đã mong muốn tìm lại đêm mưa dầm tháng mấy khi về lại con phố có người thân. Tháng mấy ạ? 7 ạ. Tháng 7. Bạn đã không vượt rào thành công, cơ hội cho bạn còn lại. Xin mời. Đó là những câu hát sau ạ. Về lại con phố ơi, có người thân. Tìm lại đêm tháng tư, mưa dần. Đó là tháng tư, và rất tiếc cho Đình Hiếu. Bạn đã không vượt rào thành công, và ở câu hỏi này bạn bị trừ 20 điểm. Số điểm của Đình Hiếu là 65 điểm. Cảm ơn bạn. Người tiếp theo sẽ đến với phần về đích. À quên. Người tiếp theo sẽ đến với phần thế giới giai điệu, đó là bạn Đình Đông. Bạn Đình Đông ở trong trận này xuất phát ở vị trí số 2, sau đó gói câu hỏi. Và bạn sẽ trả lời là gói câu hỏi số 2. Câu hỏi 10 điểm như sau. Trong rất nhiều ca khúc, có một hành động mà chúng ta thường hay ví như sự vỡ òa của Mưa Trăm Lòng. Đó là hành động nào? Khóc. Khóc là câu trả lời duy nhất của Đình Đông, và đó là một câu trả lời rất chính xác. Bạn ghi được 10 điểm. Bạn đang có 80 điểm, và bây giờ sẽ là câu hỏi số 2, câu hỏi 15 điểm. Bạn hãy nghe đoạn nhạc sau và cho biết tên ca khúc. Xin mời ạ. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vui. Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. 10 giây bắt đầu. Bạn Đình Đông không có đáp án. 5 giây cho ba bạn còn lại. Xin mời. Xin mời Đình Hiếu.
Câu trả lời của em là bài Diễm Xưa. Đây là một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng Đình Hiếu đã lấy được 15 điểm và rất tiếc Đình Đông bị trừ 15 điểm. Nghe. Và bây giờ sẽ là câu hỏi 20 điểm đầu tiên dành cho Đình Đông và cũng là câu hỏi vượt rào. Bạn có muốn vượt rào không? Có. Xin mời câu hỏi ạ. Trong ca khúc thiếu nhi Trời Nắng Trời Mưa, chi tiết nào có nhắc đến mưa và bạn phải tìm chi tiết đấy bằng cách là tìm câu hát. Đình Đông đã không đưa ra được câu trả lời và bạn đã không vượt rào thành công. 5 giây cho bạn còn lại, xin mời. Vâng, ca khúc thiếu nhi Trời Nắng Trời Mưa này có những câu hát đầu tiên đó là trời nắng thỏ đi tắm nắng, vươn vai thỏ rung đôi tai, nhảy tới đùa trong nắng mới, bên nhau ta cùng chơi, mưa to rồi ta mau mau về thôi. Vâng, chi tiết nhắc đến mưa ở trong câu hát, trong bài hát này đó chính là mưa to rồi ta mau mau về thôi. Và rất tiếc Đình Đông đã không vượt rào thành công, bạn bị trừ 20 điểm. Và số điểm của bạn bây giờ là 45 điểm. Người tiếp theo sẽ đến với phần thế giới giai điệu, đó là bạn Duy Anh. Duy Anh sẽ trả lời gói câu hỏi số 1 mà bạn cũng đặt câu hỏi số 1. Câu hỏi 10 điểm dành cho Duy Anh như sau. Ca khúc Lạc Trôi của Sơn Tùng MVP có chi tiết nào liên quan đến mưa không? Nếu có, hãy chỉ ra. Chịu. Vâng, bạn đã trả lời là chịu và 5 giây cho bạn còn lại. Xin mời. Rất may Duy Anh đã không bị trừ điểm ở câu này. Đó, không qua đấu chuông. Đó chính là những câu hát đầu thôi. Đơn côi mình ta vẫn vương, hồi ức trong men say chiều mưa buồn. Còn hết à? Trời ơi, không nhớ lời. Đơn côi mình ta vẫn vương, hồi ức trong men say chiều mưa buồn. Vâng. Và bây giờ ta sẽ cùng đối với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi 15 điểm. Trong ca khúc Thiếu Nhi Cho Tôi Đi Làm Mưa với Bạn Nhỏ Đã Cầu Khẩn, ai cho mình đi làm mưa cùng? Em không có câu trả lời. 5 giây cho các bạn còn lại, xin mời. Xin mời Đình Hiếu. Em đoán bừa thôi, mây đúng không ạ? Mây. Và đáp án của chúng tôi là đúng hay sai ạ? Rất tiếc đó là chị gió. Cho tôi đi làm mưa với chị gió ơi, đó chính là ngọn gió. Hay chị gió. Và rất tiếc bạn đã bị trừ 15 điểm. Bạn Duy Anh vẫn bảo toàn 60 điểm. Và bây giờ sẽ là câu hỏi 20 điểm đầu tiên dành cho Duy Anh. Câu hỏi vượt rào. Bạn có muốn vượt rào không? Cho hỏi chút, nếu mà vượt rào không thành công là mình sẽ không tiếp tục đúng không nhỉ? Còn nếu mà không được vượt rào... Nếu vượt rào không thành công thì em sẽ không được tiếp tục. Em có muốn chơi tiếp không? Nếu vượt rào thành công thì em được trả lời câu hỏi tiếp theo. Em muốn vượt rào lắm nhưng mà... Thôi được rồi, vượt thử xem thế nào đi. Vượt rào. Câu hỏi như sau. Ở phần tìm các từ bị mất, chương trình có hỏi về ca khúc Dấu Mưa. Và bạn hãy cho biết ca khúc này là ca khúc chính trong bộ phim truyền hình nào của Đài Truyền Việt Nam phát sóng trong chương trình Rubik 8 năm 2013. Tấm Mưa nhé, với Thanh Xuân. Với Thanh Xuân. Em đã không vượt rào thành công, xin mời những người còn lại.
Xin mời Bảo Hoàng. Em xin đoán đó là bộ phim Quả Tim Máu. Quả Tim Máu, và tao xem câu trả lời có chính xác hay không ạ? Không chính xác. Đáp án của chúng tôi cho câu hỏi này đó là phim Hoa Nở Trái Mùa. Các bạn có thể xem ở trên YouTube phim này. Và rất tiếc Duy Anh bị trừ 20 điểm và Bảo Hoàng cũng bị trừ 10 điểm. Và bây giờ số điểm của Duy Anh còn lại là 40 điểm và Bảo Hoàng sẽ đến với phần thế giới tài liệu của mình. Gói câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay là gói câu hỏi số 4. Bạn Bảo Hoàng sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi 10 điểm. Bạn hãy nghe đoạn nhạc sau và cho biết tên ca khúc. Trên bầu trời đồ dẫn với gió và trăng được tự do cùng mưa hát vang trên con chú bóng bóng bầu trời nơi nơi đâu dường như bên nhau quên giận hờn dù có những lúc mưa vô tình làm buồn con chú bóng bóng nhiều lần. Thời gian bắt đầu. Đoán đây là bài Công Chúa Bóng Bóng. Công Chúa Bóng Bóng là đáp án. Rất chính xác và Bảo Hoàng đã ghi được 10 điểm đầu tiên trong phần chơi này. Câu hỏi số 2 trị giá 15 điểm. Ra mắt vào ngày khai giảng năm 2017, đây là một ca khúc kể về câu chuyện tình đầy dang dở của tình yêu học trò, chút ngại ngùng ngọt ngào, tinh khôi nhưng đầy dai dứt, được các nhân vật đặc tả thành công. MV của ca khúc này với những điều đó đã cán mốc triệu view và lọt top 2 trending YouTube sau hơn một ngày ra mắt. Bãi cho biết tên của ca khúc này là gì? Bạn Bảo Hoàng không có câu trả lời và chúng tôi sẽ có 5 giây cho các bạn thí sinh còn lại. Xin mời. Đình Hiếu. Theo như em đoán đấy là bài Em Gái Mưa, chính là cái bài em hát ở vòng 3, vòng 1, như thế. Và đó là một đáp án chính xác. Đình Hiếu đã lấy được 15 điểm từ Bảo Hoàng. Xin chúc mừng. Và bây giờ sẽ là câu hỏi 20 điểm. Vượt rào hay không? Cho em hỏi, nếu trường hợp em không được rào thì sao anh? Em sẽ bị trừ 20 điểm và cơ hội sẽ thuộc về các bạn còn lại. Còn nếu em trả lời đúng thì em sẽ được đến với câu hỏi tiếp theo. Thôi em sẽ vượt rào. Vượt rào, xin mời. Bạn hãy tìm chi tiết liên quan tới mưa trong 4 câu hát đầu tiên của bài hát Người Tình Mùa Đông. Bảo Hoàng đã không vượt rào thành công. Cơ hội cho các bạn còn lại. Xin mời Đình Hiếu. Đường vào tim em môi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì. Đúng không ạ? Bạn chỉ nói em là bạn nói là vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì. Nhưng bạn quên mất câu hát tiếp theo cũng có liên quan đến mưa đấy. Vì đâu mưa em không đến. Và có trả lời bạn chơi đủ. Bạn bị trừ 10 điểm và Bảo Hoàng bị trừ 20 điểm. Và chúng ta sẽ cùng đến với kết quả chung cuộc. Bạn Bảo Hoàng 15 điểm. Bạn Duy Anh 40 điểm. Bạn Thịnh Đông 45 điểm. Và bạn Đình Hiếu 70 điểm. Chúc mừng.
Và một lần nữa xin chúc mừng Đình Hiếu, bạn sẽ là cái tên đầu tiên góp mặt ở trận bán kết của Đánh Thức Giai Điệu. Và xin cảm ơn Duy Anh, Đình Đông, Bảo Hoàng, các bạn đã đem lại cho tôi rất nhiều những niềm vui và những phần trò chơi rất là thú vị. Tôi xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình Đánh Thức Giai Điệu ngày hôm nay. Và đây mới chỉ là khởi đầu của chúng tôi thôi, chúng ta sẽ còn rất nhiều chương trình Đánh Thức Giai Điệu nữa để đánh đạo với quý vị vào mỗi buổi tối chủ nhật, tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng. Một nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình và xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý khán giả của Đánh Thức Giai Điệu Death Version. Trong chương trình vừa rồi chúng tôi đã có một sai sót, đó là việc trừ điểm của bạn Đình Hiếu trong câu hỏi 15 điểm của bạn Duy Anh ở phần Thế Giới Giai Điệu. Theo luật của chương trình thì nếu bạn bấm chuông trả lời sai câu hỏi 15 điểm, bạn sẽ bị trừ 10 điểm. Tuy nhiên thì chúng tôi đã trừ 15 điểm của bạn Đình Hiếu. Do đó kết quả cuối cùng mà các bạn vừa nhìn thấy sẽ được cộng thêm 5 nữa. Như vậy bạn Đình Hiếu có được 75 điểm, không phải là 70 điểm. Tuy nhiên thì kết quả này cũng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của trận đấu và bạn Đình Hiếu vẫn sẽ là cái tên bước tiếp vào trận bán kết của chúng tôi. Chúng tôi thành thật xin lỗi quý vị vì sai sót này và mong nhận được những góp ý của quý vị dành cho chương trình Đánh Thức Giai Điệu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.